Xin mời quản bạ ạ. Em xin kính chào các thầy cô và quý đồng nghiệp ạ. Ok, slide. Sau đây em xin trình bày ca bệnh hội chẩn ạ. Hành chính: trẻ trẻ nam 37 tháng tuổi, địa chỉ quản bạ Hà Giang, vào viện lúc 23 giờ ngày 24 tháng 11 2020, lý do vào viện là khó thở cộng ho. Về bệnh sử: theo lời bố của bệnh nhi kể lại, trẻ ở nhà ho thùng thắng gần một tháng. 4 ngày trước khi vào viện, tình trạng ho tăng lên, ho có đờm, chảy nước mũi, thở khò khè kèm khó thở. Trẻ sốt không liên tục về tối, không rõ về nhiệt độ. Trẻ vẫn ăn uống được, tình trạng khó thở ngày càng tăng, ở nhà chưa dùng thuốc gì vào viện ạ. Tình trạng lúc vào viện: trẻ tỉnh, quấy khóc vừa, thể trạng gầy, không phù, da niêm mạc hồng nhạt, tím nhẹ quanh môi, góc mũi. Nhịp thở nhanh, tần số thở là 52 lần trên phút, co kéo các cơ hô hấp phụ, rối loạn rút não lồng ngực dương tính, hội chứng ba giảm bên phổi phải dương tính, nghe phổi trái có gian ẩm. FPO2 dao động là từ 87 đến 93%, tim nhịp nhanh, T1, T2 rõ, tần số là 130 lần trên phút, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường, trẻ không sốt, nhiệt độ 37 độ 2, cân nặng 10 kg. Chuẩn tiền sử: về khai thác tiền sử bản thân, trẻ là con thứ hai đẻ thường tại nhà, không rõ về cái lịch tiêm chủng, chưa phát hiện bệnh lý và điều trị bệnh lý gì, trẻ được nuôi dưỡng tại gia đình. Về tiền sử gia đình thì trong gia đình không ai mắc bệnh giống trẻ, chưa phát hiện gì về bất thường. Về tiền sử xã hội thì cách nhà trẻ 500m có một bệnh nhân điều trị lao năm 2019. Chẩn đoán và xử trí lúc đầu ở bệnh viện là suy hô hấp độ 2, theo dõi tràn dịch màng phổi phải trên viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng mức độ vừa. Xử trí lúc đầu là hỗ trợ thở oxy mát 5 lít trên phút, kháng sinh ở đây là dùng cephaloporin thế hệ thứ 2 cộng với amylosid. Dinh dưỡng là cháo và sữa. Đến ngày diễn biến bệnh, đến ngày 25 tháng 11 thì sau khi mà có phim chụp X quang thì được trẻ được chẩn đoán lại. Chuyển em sang này nữa. Lúc khám hiện tại ngày 25 tháng 11 hô hấp thì bệnh nhân có khó thở nhịp. Khám hiện tại ngày 25 tháng 11 là sau một ngày ạ, trẻ tỉnh, quấy khóc vừa, da niêm mạc hồng nhạt, không phù, không xuất huyết dưới da mất lớp mỡ, trên da không có sẹo tiêm phòng lao, mặt ngoài hai cánh tay hai bên ạ. Hạch ngoại vi không to, tuyến giáp không to, mạch là 120 lần trên phút, SpO2 dao động từ 85 đến 92%, nhiệt độ là 37 độ C, cân nặng 10 kg ạ. Khám các cơ quan về hô hấp: bệnh nhân khó thở, nhịp thở nhanh 52 lần trên phút, có co kéo cơ hô hấp, rút lõm lồng ngực dương tính, hội chứng ba giảm rõ, phổi bên phải, ngay phổi trái có gian ẩm, phổi phải thì không có gian. Về tuần hoàn thì nghe tim nhịp nhanh đều, T1, T2 rõ, thần kinh thì không có dấu hiệu lão màng lão, các cơ quan khác thì hiện chưa phát hiện bất thường ạ. Kết quả xét nghiệm thì em đã đẩy trên slide rồi ạ. Dạ, X quang tim phổi thì ngày 25 trước và sau khi bọn em chọc hút dịch khoang màng phổi bên phải ạ. Siêu âm màng phổi phải thì siêu âm màng phổi hai bên thì màng phổi trái không có dịch, màng phổi phải có dịch là 96 mm ạ. Chẩn đoán là suy hô hấp độ 2, tràn dịch khoang màng phổi phải, theo dõi do lao trên viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng mức độ vừa. Xử trí tại bệnh viện là đã chọc hút dịch khoang màng phổi phải ở tư thế làm vị trí là giữa khoang liên sườn 56 trên đường lách giữa, hút được 300 ml dịch màu vàng chanh, không có lẫn máu, không có lẫn mủ ạ. Hỗ trợ hô hấp là thở oxy mát 10 lít trên phút, kháng sinh vẫn là dùng cephaloporin thế hệ thứ 2 cộng amylosid, nuôi dưỡng là cháo sữa. Bệnh nhân này sau khi bọn em chọc dịch thì đã xin ý kiến hội chẩn là về chẩn đoán và điều trị của bệnh viện chúng em đã phù hợp chưa? Các chẩn đoán phân biệt trên một bệnh nhân tràn dịch màng phổi nhiều như thế này, chế độ dinh dưỡng trên bệnh nhân ạ. Tuy nhiên thì bệnh nhân này sau khi bọn em chọc dịch màng phổi thì chụp phim vẫn còn rất là nhiều dịch nên là đã chuyển về bệnh viện tỉnh rồi ạ. Vâng. Với lại trên em không có... Cảm ơn các bạn. Đúng, tôi nghĩ là trường hợp này các bạn chuyển lên bệnh viện tỉnh cũng là rất phù hợp, từ quản bạ đi Hà Giang bây giờ cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Trường hợp này tôi nghĩ là cũng cháu bé cũng tương đối nặng. Thì không biết là bên bệnh viện tỉnh chúng ta có nắm được trường hợp này không ạ? Hiện nay không ạ?
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang hay là bệnh viện nào ạ? Bệnh viện Lao ạ. Các bạn chuyển đi đâu ạ? Em thưa thầy là bọn em đã chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và là bác sĩ Đạt đã nhận rồi ạ. Vâng, xin mời bệnh viện tỉnh Hà Giang ạ. Chúng ta có nắm được ca này không ạ? Nhờ nhờ thầy Văn mời mời thầy Đạt thì sẽ lên, trong trong khi trong chờ đợi thì chắc là sẽ xin ý kiến của cô Thúy một số ý kiến để rút kinh nghiệm cho quản bạ cũng như các đầu cầu khác về cái một trường hợp trẻ bị tràn dịch màng phổi mức độ nhiều, chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Xin mời, hôm nay chúng ta rất mừng lại được gặp lại cô Nguyễn Thị Diệu Thúy, chủ nhiệm bộ môn nhi của trường Đại học Y Hà Nội. Vâng. Cảm ơn thầy Hiếu, cảm ơn các anh chị. Trước hơn thì là trường hợp này đúng là có một số dự rút kinh nghiệm. Theo như bạn tả là bệnh nhân vào ngày 24 và chúng ta có rõ ràng là tả là tiến triển rất là rõ ràng, bị vào ho khó thở. Nhưng mà vì không có X-quang chúng ta không chẩn đoán được tràn dịch màng phổi trên lâm sàng. Và hôm sau thì trên một cái tràn dịch màng phổi rất là rõ đúng không ạ? Như vậy thì không biết là lúc vào viện bệnh nhân có khó thở lắm không hoặc như thế nào mà đến ngày hôm sau vì chứ đúng ra thì một cái tràn dịch màng phổi rõ như thế này mà chúng ta phải phát hiện ra ngay từ ngày 24 chứ phải sang đến ngày 25. Thứ hai là chúng ta có xu hướng nghĩ ngay lập tức đến lao với lý do là bệnh nhân sốt kéo dài này, không liên tục này, bệnh nhân sụt cân này, bệnh nhân nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là cái bệnh cảnh lâm sàng, nếu chỉ nhìn lâm sàng không thì nó có rất nhiều vấn đề tràn dịch màng phổi, chứ không phải là thứ nhất là tràn dịch màng phổi là chính xác rồi, bởi vì chúng ta chọc ra dịch và này hình ảnh này quá rõ là không thể bàn cãi. Thế thì về nguyên nhân tràn dịch màng phổi nó chia là các nhóm như sau. Thứ nhất là nhóm nhiễm trùng đầu tiên. Mà nhiễm trùng đầu tiên ấy, ở đứa trẻ này thì phải nghĩ đến tụ cầu. Tức là bởi vì cái nguyên nhân đường vào này, có những cái ổ áp xe hay không này, tràn dịch tràn khí màng phổi. Đây là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai chúng ta phải xem là nguyên nhân chấn thương hay không. Rồi thứ ba là chúng ta mới xem đến nguyên nhân do lao hay không, phải tương đối hiếm gặp ở trẻ em bây giờ. Và thứ tư là các nguyên nhân ác tính. Chúng ta phải theo cái thứ tự nguyên nhân như thế. Và bản thân chúng ta sẽ nhìn thấy này, khi bạn chọc màng phổi xong, bạn thấy nó nhiều 300 ml thì nó có tái phát lại nhanh hay không? Bởi vì là nếu tái phát nhanh thì mình nghĩ đến lao, chứ còn nó vẫn từ từ, rồi nó có cái vì một bạn đã là 1 tháng đấy rồi, nó có cái ổ cặn, có thể sơ hóa gì hay không? Đấy, vấn đề nó thể là trong nhiễm trùng thì gồm có tụ cầu là một, và nguyên nhân thứ hai đó là mycoplasma, chúng ta phải loại trừ. Một cái mà hay gặp ở trẻ em, bởi vì là khi mà tổn thương bên phổi một bên rồi ấy, thì cái phổi còn lại có tổn thương không? Mà tôi nhìn những cái phim này nếu sơ bộ thôi cái phổi còn lại hầu như không tổn thương. Chứ về nguyên tắc là bệnh nhân phổi phải tổn thương cả hai bên, một bên có tràn dịch. Nhưng tôi thì không nhìn rõ, nhưng tôi nhìn thấy bên phổi này hầu như không tổn thương. Mà nếu bên này không tổn cơ bên kia lại lao đơn thuần thì hơi hơi lạ, hơi lạ. Thường nó sẽ là một cái bẩm sinh như là kén phổi hoặc là một cái chấn thương nhiều hơn bên kia là hoàn toàn bình thường, bên này lại tổn thương. Thì đó là cái điều hơi lạ chúng ta phải lưu ý. Hoặc thứ nhất là các bạn tất nhiên là chưa phân tích được cái dịch phổi là cái gì. Chưa nói được cái tế bào, chỉ nói một câu chân nhất là vàng chanh hết, không có một cái tế bào protein các thứ như thế nào. Vấn đề thứ hai chúng ta cũng chưa chụp cắt lớp được xem có cái ổ cặn những cái gốc như thế nào, thì chắc bệnh viện tỉnh đúng là làm tốt hơn thì chúng ta sẽ biết Vâng. rõ hơn. Vâng. Cảm ơn cô Thúy và chúng ta đã liên hệ được bác sĩ Đức, bệnh Vâng. viện tỉnh Hà Giang. Xin mời đầu cầu Hà Giang ạ. Em thưa thầy là cái ca này xuống dưới này thì chúng em cũng đã làm các xét nghiệm và bọn em điều trị theo cái hướng của viêm phổi ạ. Em đã dùng kháng sinh C-pha thế hệ 3 và dùng vancomycin thì sau 6 ngày điều trị thì hiện tại bệnh nhân đã tốt lên rất nhiều rồi ạ. Cái dịch À, màng các phổi cái của marker về lao của bệnh nhân thì cũng bọn em cũng đã làm đều âm tính. âm tính và cái à. dịch màng phổi mình còn đúng không? Có lấy lại không hay là mình không chọc lại nữa? Thì thế. Có bọn em có chọc lại ạ. Có làm xét nghiệm không ạ? Có bọn em có xét nghiệm ạ. Vâng, các bạn có thể đọc qua được vì chúng ta chưa kịp đẩy lên hệ thống được. Để cho Em cô Thúy thấy có dịch thể màng góp ý đó thêm. là dịch màng phổi màu vàng chanh ạ, số vàng tế bào là 2,5 GB trên lít, protein thì 5,6, nhuộm Zinensen cái AFP của bệnh nhân là âm tính ạ. Vâng, như vậy là rõ rồi. Mời cô Lị cô ạ. Vâng, thế thì nhiễm khuẩn thì rõ rồi nhưng mà về nguyên nhân là gì ạ? Anh điều trị hiện giờ là bao vây, vừa tụ cầu là vancomycin, ở dưới kia điều trị cephalosporin thế hệ 3, tức là có thể phế cầu, có thể tụ cầu. Và nguyên nhân thứ ba có thể là mycoplasma. Bởi vì sao bạch cầu không hề tăng? Nếu như tụ cầu ấy, thì tình trạng nhiễm khuẩn rất là rõ. Bạch cầu này, múc nước, múc hơi này, ổ cặn màng phổi này. Thì hôm nay anh có chụp lại không và cái tiến triển nó có dày dính không? Nhiễm khuẩn là chính xác Cái rồi. phim X-quang Vâng, dạ, em X-quang thưa mới bác nhất là ạ. cái phim X-quang cái phim X-quang thì bọn em chưa chụp lại ạ. Anh nên chụp lại ạ để xem thử tiến triển thế nào, dày dính thế nào, và xem hộ tôi cái phim bên cạnh, cái phim bên bên trái nó có bình thường hay không.
Bởi vì tụ cầu thường nó bị hai bên. Đã, buổi hội chẩn của chúng ta hôm nay chắc là còn 5 bệnh nhân nữa thì có thể kéo dài đến 4 giờ 30. Thì liệu từ đây 4 giờ 30 các bạn có thể chụp được phim X quang đẩy lên hệ thống được kịp không ạ? Em sẽ chụp phim ạ. Vâng, chụp phim gửi cho thầy luôn ạ. Vâng, các bạn chụp phim cho chúng ta đẩy lên hệ thống. Đây là một trong trường hợp mà chúng ta cũng học được rất nhiều. Vì nhiễm trùng ở trẻ nhỏ thì nhiều trường hợp nó sẽ diễn biến rất là phức tạp. Nhiều trường hợp chúng ta thấy là chúng ta cho kháng sinh tốt nhưng một thời gian sau lại để lại di chứng. Chúng ta đã có những trường hợp được hội chẩn trực tuyến ở đây và cô Thúy đã phải giải quyết những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng dai dẳng kéo dài cả 2-3 tháng rồi mà bắt đầu chỉ vì một cái tràn dịch màng phổi. Vâng, cảm ơn các bạn ở đầu cầu Hà Giang. Trường hợp này thì tôi cũng chỉ một chia sẻ thêm. Đấy là thứ nhất là cái tiền sử cách nhà 500m có người bệnh lao thì đấy là một cái tiền sử rất rất yếu. Chúng ta đừng kỳ thị người dân quá. Đấy, cách 500m mà có người bị lao thì tôi nghĩ quanh Hà Nội này thì ông nào cũng lao mất. Nên thì do đó chúng ta cũng đừng vì cái lý do đấy mà chúng ta cứ nghĩ là bệnh nhân này bị lao tràn dịch màng phổi do lao. Vì cái nguyên nhân đấy hiện nay là phải đứng hàng thứ 3, thứ 4 so với cả trong cái tràn dịch màng phổi. Cái thứ hai đấy là tôi rất mong muốn là bệnh viện Quảng Bạ chúng ta phát triển thêm cái xét nghiệm dịch màng phổi. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta không cần các máy móc gì hiện đại đâu, chúng ta lấy luôn cái máy xét nghiệm sinh hóa chúng ta cũng làm được mà. Nhá, thì chúng ta làm sao loại trừ được, chỉ có là thấy rõ là protein trong đấy là có giá trị vô cùng rồi. Chúng ta làm được protein niệu thì chúng ta cũng không có lý do gì chúng ta không xét nghiệm được cái dịch màng phổi để chúng ta quyết định cái hướng điều trị cho bệnh nhân. Vâng, chúng ta xin phép sẽ quay trở lại với bệnh nhân này vào cuối chương trình sau khi có phim chụp X quang. Và cô Thúy với chúng xin phép cô Thúy online trên Facebook được không ạ? Vâng, cảm ơn cô Thúy sẽ quay lại. Cô Thúy rất nhiệt tình, quyết tâm đến tận cùng với người bệnh. Cảm ơn cô Thúy. Vâng, chúng ta xin